đánh giá của đại biểu Quốc hội về kỳ họp. Thưa quý vị, như vậy hôm qua kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 đã bế mạc, hoàn thành tốt đẹp chương trình nghị sự. Đây là kỳ họp đầu tiên Quốc hội triển khai kết hợp hình thức họp trực tuyến và họp tập trung. Sự đổi mới về phương thức tổ chức kỳ họp nhận được nhiều đánh giá tốt từ các đại biểu khi mang lại nhiều hiệu quả kép. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên đây là lần đầu tiên một kỳ họp Quốc hội có một nửa thời gian được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Do phải tập trung nguồn lực để phòng chống dịch COVID-19, nên toàn bộ thời gian chuẩn bị cho kỳ họp chịu ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, theo đánh giá của các đại biểu, về cơ bản đã khắc phục được những khó khăn, các phiên làm việc vẫn diễn ra đầy đủ, chất lượng, đảm bảo yêu cầu của kỳ họp. Kỳ họp ấy là này, tôi cho rằng là rất là thành công. Đúng là lần đầu tiên là chúng ta tổ chức một cái kỳ họp này. Tuy nhiên là cái công tác chuẩn bị rất là tốt. Công tác chuẩn bị tốt thì dẫn đến là như vậy là cái chất lượng hoạt động của Quốc hội là không hề giảm sút, mà thậm chí tôi cho là rất tích cực. Qua đánh giá tôi thấy là rất là tốt. Và tôi thấy đồng tình là có lẽ là cũng nên như thế để làm sao mà nó một là giảm bớt được các cái chi phí mà các đại biểu phải tập trung vào đây. Hai nữa là nó cũng có giúp cho các đại biểu địa phương ấy, đấy cũng thể là có cái điều kiện người ta vừa giải quyết công việc ở nhà nhưng đồng thời là cũng tham gia hoạt động của Quốc hội. Các đại biểu Quốc hội đánh giá cao sự điều hành linh động sáng tạo của đoàn chủ tịch. Tuy nhiên, nhiều cơ quan vẫn còn lúng túng trong quá trình xử lý giữa vấn đề chuyên môn và vấn đề phòng dịch. Có trường hợp không hoàn thành được mục tiêu ban đầu đặt ra. Ví dụ như luật đất đai sửa đổi vẫn chưa thể bấm nút thông qua. Đại biểu Quốc hội là và nhân dân là chờ đợi cái sự ra đời của cái luật đất đai. Nhưng cuối cùng khi mà kỳ họp thứ 8 là chúng ta kiên quyết bấm nút để đưa vào thì đến nay thì lại không trình ra được. Đấy là một trong những cái thiệt thòi lớn, không phải là của kỳ họp mà đây là một cái, có thể nói đây là một cái hạn chế trong cái quá trình lập pháp của chúng ta. Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội không tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn các bộ trưởng, trưởng ngành. Tuy nhiên, tại các phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, trước những ý kiến của đại biểu Quốc hội, các bộ trưởng, trưởng ngành và các phó thủ tướng đã giải trình làm rõ những vấn đề mà đại biểu Quốc hội và người dân quan tâm. Các phó thủ tướng và các bộ trưởng trả lời những thắc mắc, những vấn đề mà các đại biểu Quốc hội nêu ra thì rất trúng và rất đúng và đạt được hiệu quả cao. Theo đánh giá thì đại biểu Quốc hội đánh giá rất cao về cái cách trả lời giải trình của bộ trưởng. Trước thành công của kỳ họp, cử tri cả nước hy vọng chức năng giám sát kiểm tra của Quốc hội sẽ tiếp tục được phát huy, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến đời sống nhân dân, tiếp tục đưa đất nước phát triển trong những năm tiếp theo.